Anuttaro, đức thấy tôn hiệu Anuttaro, bày có đức hạnh không bì Bodhisattva-ma-sa-ra-thi, đức thấy tôn hiệu Bodhisattva-ma-sa-ra-thi, bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sa-tha-đệ-qua-ma-nu-sa-năng, đức thấy tôn hiệu Sa-tha-đệ-qua-ma-nu-sa-năng, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt thâu, đức thấy tôn hiệu Bụt thâu, bởi ngài giác ngộ lý tư diệu đệ và đem ra giao hóa chúng sanh cùng biết vời. Bhagavati, đức thấy tôn hiệu Bhagavā, bởi ngài đã siêu xuất tam giới và ngài không còn luân hồi lại nữa. Nạc thì mê sa ra năng anh nhân Bụt thâu mê sa ra năng và răng hệ tay na sát cho quách chê na hô tu mê. Cha già mặn cái răng chẳng có chi đám cho con nương theo chuyện có đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Ý như lời chân thật này, Sakkhato Bhagavata Dhammo, nghĩa là tam tạng pháp bảo của đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Dhammo đa pháp thanh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc, bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko đa pháp của chư thành đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ubanajiko đa pháp của chư thành đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bạch tăng quê đi tập bộ huynh như hi đây đa pháp mà ca hàng tri tuệ nhất, là bậc thượng tri được biết được thấy tự nơi tâm. Nạc thì mê sa ra năng anh nhân phẩm mở mê sa ra năng và răng hệ tề nào sát cho quách chê nào hô tu mê. Chờ giờ mặn gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chuyện có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này, Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchupatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia bati bạn nơ phát các quá tàu xa và tàu sẵn khô, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sami chi bati bạn nơ phát các quá tàu xa và tàu sẵn khô, tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Và đi đăng cha ta đi bu đi sa yu ga ni tăng ni điểm đôi thì có bốn bậc tăng đã đạt đạo cùng quả tu đà hoàn, tăng đạt đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a la hán. Attha bu đi sa phục ga la tăng ni điểm triệt thì có tám bậc tăng đã đạt đạo tu đà hoàn, tăng đã đạt quả tu đà hoàn, tăng đã đạt đạo tư đà hàm, tăng đã đạt quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo a na hàm, tăng đã đạt quả a na hàm, tăng đã đạt đạo a la hán, tăng đã đạt quả a la hán. Ê sa pa ga wa to sa wa ca san kho, chữ tăng ấy là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật. A hồ này vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí.
Ở phương xa đem định dân cũng cho những người có giới hành. Ba hồi nãy vô các ngài đang thọ lệnh của tinh thế mà họ dành để cho thân quyền cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cũng cho các ngài. Đăng khi nay vô các ngài đang thọ lệnh của tinh thế, tinh lỵ nhân quả đem dân cũng anh cha li ca ra ni vô các ngài đặng cho chúng sanh lễ bái anuttara muốt nha ca tăng lô ca sa ti. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu vì kịp. Na thì mê sa ra năng anh nhân sẵn khổ mê sa ra năng quá răng hệ tề na sát cha quách chê na ô tu mê chà dà mặn gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có đức tăng là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quảnh đa mi chê ký văn sầm bằng sâm ba tha mê sư ba tinh đi tăng xa đi đi ca tha tu ma ha bố thiên buộc tha rũ văn sa ca lăng xa đa. Con xin thành kinh đành lễ tất cả tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời dạy tỏ tường a năm điều tượng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tranh toát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đăng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sabbe sata avera hôn tu sukhita hôn tu nidukha hôn tu abhyabhaccha hôn tu aroga hôn tu sambhati samit chan tu sukhi atanang mariharan tu dukha bata chanit dukha payabhata chanit payaso khabhat ta sơ ca hôn tu sắp bê vi ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì ghi giới. Nam mô Bụt Tha. Dạ Uka samayang phan te vi sum rakana tha yati sarane na saha ban cha sila niya cha ma
Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy dần vô giới nơi tam bảo, đề vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dậm bi ma văn phạn tê vi sâm bi sâm ra ca na tha gia ti sa ra nê sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy dần vô giới nơi tam bảo, đề vân giữ hành theo được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ dậm bi ma văn phạn tê vi sâm bi sâm ra ca na tha gia ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy dần vô giới nơi tam bảo, đề vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ hiện tại thì không có vị sư nào ở trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh. Samma Sambuddha sang, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bờ cả răng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thân Saranang Rajami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thọm măng sa năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn khăn sa ra năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đồ cảm biết bụt thân sa ra năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dậm Bi Thâm Măng Sa Ra Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dậm Bi Sẵn Khăn Sa Ra Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dậm Bi Bụt Thân Sa Ra Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tật Tỳ Dậm Bi Thọm Măng Sa Ra Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tật Tỳ Dậm Bi Sang Khăn Sa Ra Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, Bà Na Ti Ba Ta Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A Đỉnh Na Đa Na Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca Mê Sumi Cha Cha Ra Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Musa Wada Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayama Chapamadathana Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami,
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới cho trọn đời con. Uttamang ghê na quạnh đê hăng ba đà phạm xung bà rô tam ăn bùa thể vô ca đi tâu đô sơ bùa thôn khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ tham các tội lỗi mà con đã vô ý làm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quạnh đê hăng thẩm anh trời được vì thân và răng thẩm mê vô khá li tô đổ sâu thẩm mô khá mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vị tho ta măng sẵn khê vô khá đi tổ đô sâu sẵn hô khám mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Karani yama thakusale na yan tang san tang badang phi samat cha sat ko u chu cha su hu chu cha su cha samudu anati ma ni tam tu sa ko cha su pha ro cha ap ba kinh cho cha san la hu ka vua ti san tinh ri vô cha ni ba ko cha ap ba ga pho ku le su ananu vit tho na cha khup đăng sa ma cha rệ kinh chi dê na huynh nhu ba rệ u ba qua đại dùm su khi nợ ba khê mi nợ hôn tu sáp bê sa ta pha hoàn tu su khi ta ta dê kê chi ba na phụ ta thi ta xa qua tha ra qua ana qua sệ sa đi kha qua dê hạnh ta qua mạch chi ma ra sa ca anu ca thụ la định tha qua dê a di thích tha dê cha đủ rê qua sanh ti qua ti a vi đủ rê phụ ta qua sam pha quê si qua sa bê sa ta pha hoàn tư sư khi ta ta nam ba rô ba răng ni cúp bê tha na ti man nhê sa ca tha chị năng kinh chiếu giả rô sa na ba ti ga sẵn nha na nha man nha sa đục ca mịt chay cha mạ ta cha ta ni văn buộc tăng a tu sa e ca buộc ta ma nu ra khê e quan bi sa ba phụ tê su ma na sẵn pha qua dê a ba di ma năng mạch tăng cha sa ba lô ca min ma na sam pha qua dê a ba di ma năng uất thăng a thô cha ta ri danh cha a sam ba thăng a huệ răng anh sa ba tăng tịnh thăng cha răng ni sinh nơ qua sa dạ nơ qua gia qua ta sa ga ta mít thơ ê tăng cha tinh a tịnh thay cha râm mà mê tăng vi hạ răng ki tham ma hồ định thịnh anu ba gam mà si lá qua đa sanh na sam ban nô ca mê su vi này và ghê thăng na hi cha tu gặp ba sậy văn bu na rê ti ti
Thiện nhân có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng, khoe khoang thanh bần thủ Phật nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho điều lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tranh lời chê tranh thánh nhân phê bình, mong cầu tất chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới muôn loài chúng sanh yêu mạnh văn dài bình trung, đeo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra điều cộng hưởng hạ xa phước lành, nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc sớm diện, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu thanh tươi trăm cay ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho một mất một còn, bao tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bụa tràng gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà thoát vòng khổ não vượt xa luân hồi, hằng ngày rải khắp các nơi bốn phương tam hướng gầm trời bao la, tâm đồng ba cái vị tha gọi những tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thanh quốc lữ hành nhập lưu, vượt lên đến tối ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su định đầu, hàm đạo tuệ gương màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bậc lai cảnh giới hữu hạ phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoàng hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dày bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhược Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui chứng hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Năm hôm thứ hai giá chúng con dạ, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng.
Nhục Bình, mến chào Dung Nguyễn, mến chào Tâm Pháp, kính chào Xích Kim, mến chào Gina, mến chào Thi Lâm, kính chào Xích Hiền và mến chào Trang Thư. Dạ, Nhục Bình kính mời quý vị cùng với Nhục Bình tán tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Buat Da Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Buat Da Ha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Buat Đà Ha. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngụm khoảng Phật nhân lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng ở đảo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đã mừng rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ rằng tình ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ. Và đạo tràng chúng ta sẽ được thượng tọa Pháp Thanh giảng bài học ngày hôm nay là Kinh Tương Ưng. Chương 1, Tương Ưng Chư Thiên. Phẩm 2, Vườn Hoa Hư Bừng Hoan Hỷ. Bài 3, La Mã Không Ai Bằng Con. Dạ, con xin được đọc chánh kinh ạ. Không ai bằng con. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thương ai bằng thương con, của nào bằng bò nhà, sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả. Thế Tôn, thương ai bằng thương mình, của nào bằng lúa gạo, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, bản chánh kinh đến đây là chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thai và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ra Giá. Là kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão. Kính chào quý tôn nữ và tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật Pháp, kính cung thỉnh cho từng tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Ta Sa Phagato Arato Samma Sam Buddhasa. Nam mô Ta Sa Phagato Arato Samma Sam Buddhasa. Nam mô Tát Sa Phật Ga Va To A Ra To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khang ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử luôn an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự ngay trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đã cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc và đã post cái phần chánh kinh. Ở đây một cái vị chư thiên đã nói lên cái số mình à, thương ai bằng thương con, của nào bằng bò nhà, sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã nhậm lên bài kệ để chỉ dạy cái vị chư thiên. Thương ai bằng thương mình, của nào bằng lúa gạo, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào. Thì đây chúng ta thấy rằng đó, có những lúc thì Đức Phật so sánh cái vị chư thiên thì nói là sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả. Thì Đức Phật mới trối lại đó, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào. Để đây hai cái vế này để chúng ta thấy rằng đó, dù mặt trời nó đem ánh sáng để cho thế gian, nhưng mà có những lúc nó bị che khuất hoặc là có những cái nơi mà ánh sáng của mặt trời nó không có thể soi rọi được thì với trí tuệ đó ánh sáng của trí tuệ á, thì nó có thể nó soi thấu tất cả mọi cái ngõ những cái nơi tăm tối nhất của si mê, của vô minh. Chỉ có ánh sáng trí tuệ nó mới soi thấu đến thôi. Rồi nước nào hơn biển cả, nhưng mà Đức Phật nói là nước nào hơn mưa rào. Thì nước của biển cả nó cũng nhiều đó, nhưng mà trong lúc mà cái mùa nắng ha, một cái người lữ hành mà đang đi ở trên cái con đường xa vời, trước sức nóng của mặt trời đó thì cái người này đang bị thiêu đốt bởi cái sức nóng, bởi sự nhiệt não của ánh nắng nha. Hay là quý vị biết rằng trong cái mùa nắng nóng đó, mà nếu mà có một cái cơn mưa trái mùa, dù là cơn mưa đó không có lớn chỉ là một cái cơn mưa rào qua thôi, nhưng mà nhờ cái cơn mưa rào này đó, cái sự nhiệt não của ánh sáng, của sức nóng của mặt trời cái sự nóng bức của mùa hè nó cũng có thể giảm bớt đôi phần đôi chút. Cho nên đó, là mặc dù cái gì nó nhỏ nhưng mà nó đúng lúc, mà cái lúc đúng vào cái thời điểm người ta rất cần thì nó cũng trở thành quan trọng
Cho nên là chúng ta hiểu như vậy. Rồi thương ai bằng thương con, của nào bằng bọn à? Thì quý vị thấy rằng á, là cái trong đời sống á, thì do cái tâm luyến ái, do tâm luyến ái mà ở đây là những cái người mà có gia đình, những người đã có con thì sẽ hiểu biết cái câu này. Người ta nói là sao, lên non mới biết non cao, có con mới biết công lao mẫu tử. Khi mà mình chưa có lập gia đình, mình chưa có con cái, mình chưa hiểu được cái tình thương, cái tình thương của cha mẹ dành cho con, mình chưa hiểu biết, chưa cảm nhận được cái sự mong nhớ thương mến của cha mẹ dành cho mình như thế nào. Nhưng mà những cái người mà lớn tuổi như là cô Nhật Quỳnh, hay là những cái vị mà đã lập gia đình và có con gái rồi đó, thì sẽ hiểu biết được cái tình thương đó là như thế nào. Tức là cha mẹ đặt rất nhiều cái thương mến, lo lắng, chăm chút cho con từ khi mà còn ở trong bụng mẹ nữa. Cho nên là cha mẹ rất là trọng thương mến, đặt hết cái sự thương yêu vào cái người con của mình. Nhưng mà Đức Phật dạy sao? Không nên thương ai bằng thương mình. Tại vì khi mà chúng ta do cái vô minh, do luyến ái, cho nên là chúng ta không có lo cho mình, mà cứ mãi lo cho con cái, lo những cái vấn đề ở bên ngoài, mà quên lo cho chính mình. Cho nên cái lời nhắc nhở của Đức Phật đó là chúng ta phải thương mình nhiều hơn. Mình phải lo cho mình nhiều hơn. Lo cho mình ở đây không phải là chúng ta vị kỷ, chúng ta chỉ biết chăm chút cho bản thân mình, nhưng mà mình cũng lo cái bụng, chăm sóc, giúp đỡ, chăm sóc những người thân mình. Nhưng điều quan trọng là phải chăm sóc cho chính mình. Ví dụ nhiều trường hợp, nhiều bà mẹ hy sinh mình, tạo tầng buôn bán, để gì, để lo cho chồng, lo cho con, nuôi con ăn học, tạo dựng tương lai thế này thế khác, nhưng mà quên lo những cái bổn phận trách nhiệm đối với bản thân mình. Cho nên đến khi mà cận kề chết rồi đó, thì mình sao sực tỉnh nhớ lại, hồi đó cả cuộc đời á, mình chỉ lo cho người khác mà, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho anh chị em, rồi có gia đình thì lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu, mà không có một thời gian ngắn nào mà mình quay lại để mình lo cho chính bản thân mình. Cho nên á, cái lời cảnh tỉnh của Đức Phật để chúng ta phải hiểu rằng á, tất cả thân bằng quyến thuộc con cái gì đó là mình bỏ lại hết ở cái thế gian này, chỉ có những cái nhân duyên, những cái nghiệp lành chúng ta sẽ đem theo mà thôi. Thì mình phải lo cho chính mình. Nếu chúng ta may mắn và sinh trong cái thời kỳ còn giáo pháp Phật, điều tối quan trọng là gì?
là phải có quy y Tam Bảo. Đây là một cái chủng tử hết sức là quan trọng. Rồi sau khi mà quy y Tam Bảo rồi đó thì chúng ta phải thọ trì ngũ uế. Chính cái quy y Tam Bảo này là cái nhân duyên để đưa chúng ta có thể gặp được Đức Phật trong ngày Vị Lai. Và khi mà chúng ta gìn giữ những cái học giới là chúng ta tạo cái nền tảng, những cái nấc thang, những cái bậc cấp để chúng ta bước đi trên cái con đường thiện sự, thiện hạnh, đưa đến đạo lộ an vui giải thoát. Cho nên là thương mình ở đây không phải là tối ngày mình lo mình tẩm bổ, mình chăm chút sửa soạn đời kia, mà thương mình ở đây là chúng ta phải phải biết quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, rồi sao rồi phải thực hành thập thiện nghiệp, tránh xa thập ác nghiệp, thực hành những cái pháp đưa đến cái sự an vui, an lạc, hạnh phúc ngay trong thế gian, hướng đến cái an vui ở những cảnh giới tốt đẹp, hướng đến cái con đường giải thoát. Đó mới là thương mình. Rồi của nào bằng bò nhà thì Đức Phật đối lại là của nào bằng lúa gạo. Thì sự thật ra đó là sao, trong đời sống chúng ta đó là cái vấn đề mà ăn nó rất quan trọng. Tại sao chúng ta phải lấy cái vật thực để duy trì bảo tồn cái mạng sống này. Bây giờ nếu mà chúng ta bệnh hoạn, cái bộ lương thực, cái bao tử mà nó không làm việc đó, là mệt rồi. Bắt đầu sức khỏe bây giờ không phải suy kiệt. Nhưng mà cái thời buổi khoa học mà y học tiến bộ rồi đó, thì cũng ta có thể là dùng những cái phương pháp là thí dụ như là truyền nước biển, chích thuốc bổ, hoặc là bằng những cái canh cái kỹ thuật, những cái khác để mà thay thế. Nhưng mà quý vị thấy rằng những cái thuốc bổ hay là những cái dịch truyền nước biển gì đó là sao, nó cũng là vật chất. Thật ra đó nó cũng là đất nước dừa gió lửa, nhưng vì cái cơ thể của chúng ta nó không làm việc bình thường, nó bị trục trặc, cho nên bây giờ người ta có thể đưa bằng cái phương tiện, cái cách thức khác để đem vô trong cơ thể mình, lấy cái đất nước lửa gió bên ngoài để mà duy trì cái bảo tồn cái đất nước lửa gió ở trong cái thân ngũ quẩn này. Cho nên nó là cái lúa gạo đây là Đức Phật chỉ về cái vấn đề mà thật. Thì ngày Xá Lợi Phất nói chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Những người nào mà bị bệnh cái thời mà xa xưa đó, những cái người nào mà không còn ăn uống được thì cái thời gian coi như cái chết nó đã cận kề rồi đó. Cái chết nó còn sắp đến, sự sống nó còn hết sức là mong manh. Nên đó, là thời xưa mà ai mà coi như là chán cơm, không còn ăn uống được nữa, phải không? Có nhiều người hồi xưa mấy ông già bà già hồi xưa đó nói là nó bây giờ nó bỏ cơm rồi, đổ nước không chạy là coi như chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị là sắp sửa là lên đường đi viện đoàn tụ rồi đó.
Ra là ở đây thì cái lời dạy của ý của Đức Phật là như vậy, tức là chúng ta khi mà cái vật thực nó là cái điều hết sức quan trọng đối với bản thân mình, thì vật thực này nó chúng ta phải hiểu là nó có hai cái. Vật thực này nó là về vật chất để bổ sung, để duy trì khỏe của cái sắc quẩn. Nhưng mà một cái vật thực quan trọng nữa là cái vật thực về tinh thần. Chúng ta phải học hỏi hiểu biết về những cái pháp thiện để chúng ta mở mang về cái trí tuệ. Cái bệnh về cái thân thì chúng ta dễ thấy, tại vì là nó thô thiện thì chúng ta dễ thấy. Cảm mạo cái là chúng ta phải làm cách này cách khác, uống thuốc rồi xong cạo gió giác hơi rồi kia nọ để mình trị. Mới vừa đau nhức một chút là mình phải đi bác sĩ rồi khám bệnh rồi lấy thuốc thế này thế khác. Nhưng mà có nhiều khi cái bệnh của nội tâm mình không có thấy, những phiền não nó chi phối, nó sai sử, nó tràn ngập trong nội tâm mà chúng ta không có biết. Cho nên là chúng ta hiểu cái vật thực ở đây nó cả hai, vừa về vật chất để duy trì cái sắc quẩn nó được tồn tại, mà chúng ta phải có cái vật thực để nuôi dưỡng, để duy trì, để trị những cái bệnh về tâm. Đó là cái phần chánh kinh mà Đức Phật dạy. Thì quý vị quý vị cũng có một số quý vị biết về cái câu chuyện về thân mẫu của ngài Xá Lợi Phất. Thì thân mẫu của ngài Xá Lợi Phất là một cái bà la môn cũng rất là nổi tiếng. Rồi thân phụ của ngài đó cũng là một vị bà la môn cũng rất là nổi tiếng, người lập gia đình có được cũng 5 người con, 6 người con gì đó. Thì ngài Xá Lợi Phất hình như cũng có 1-2 người chị rồi mới tới ngài. Rồi sau đó thì cũng có mấy người em. Nhưng mà ngài như là trong những người con trai thì ngài là anh trưởng. Thì cái tình thương của bà Sari đó là đặt hết niềm tin kỳ vọng vào ngài Xá Lợi Phất. Hai ông bà chăm chút nuôi dưỡng rồi đào tạo ngài Xá Lợi Phất từ nhỏ. Ngoài cái sự chỉ dạy hướng dẫn của hai ông bà rồi đó, thì còn cho ngài Xá Lợi Phất đi đến những cái vị mà bà la môn nổi tiếng thời bây giờ để học hành. Tức là cái tình thương, cái tình thương vào con, rồi đặt cái sự kỳ vọng rất là lớn vào cái người con của mình. Cho nên là được là chăm chút đào tạo từ thở bé. Thì sau khi mà học thành đạt là một vị bà la môn trẻ, thì ngài đã có là 250 môn đệ rồi. Cho nên là cái sự kỳ vọng, cái sự thương yêu kỳ vọng vào đặt vào người con mình rất là lớn. Nhưng mà sao? Do cái duyên ngài từ bỏ cái danh vọng địa vị là một cái bà la môn danh tiếng, rồi từ bỏ cái tài sản mà từ nhiều đời tổ phụ cho đến cha mẹ dành dụm để lại cho mình. Ngài
tìm con đường xuất gia giải thoát. Cho nên là vì cái tình thương quá lớn, rồi cái kỳ vọng cũng quá lớn, khi mà Ngài từ bỏ đời sống thế tục, từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản để mà đi xuất gia, bà Sari bà đâm ra bà hận, bà căm ghét tăng đoàn. Mỗi lần mà bà mà thấy mấy ông sư mà đi ngang qua trước cửa nhà đó, tự dữ lắm. Tại vì sao? Giống như ngày hôm qua quý vị học đó, thương quá thì sanh ra, khi không có đạt được cái mà mình quý trọng, mà mình thương mến, thì nảy sanh ra thành ra thù hận. Cho nên là bà quán trách Đức Phật, quán trách chư tăng, cướp mất cái đứa con trai của bà. Mà khổ nổi là không phải là một mình Ngài sẽ làm hết không, rồi hai người chị, các người em, cho đến cái người em trai út á, cũng bỏ nhà xuất gia. Cho nên là mỗi lần mà bà thấy mà bóng dáng của mấy vị tỳ khưu mà lãng giảng mà đi khất thực á, là thôi bà nổi sung lên, bà chửi mắng không tiếc lời. Cho nên là thằng lúc đó là rất là sợ, không bao giờ, không có vị nào mà dám bán mảng đến, mà đến cái làng, đến ngôi nhà của bà để mà thất thịt. Rồi khi mà Ngài quán sát thấy cái tuổi thọ của mình sắp hết, đến lúc phải vô dư niết bàn, thì Ngài quán sát coi giờ mình sẽ niết bàn ở tại đâu, thì Ngài thấy rằng bây giờ Ngài phải trở về cái nơi sinh trưởng của mình á để mà niết bàn. Thì bắt đầu Ngài đến đảnh lễ Đức Phật, xin phép Đức Thế Tôn, con trở về nơi ngôi làng của con để con chuẩn bị vô dư niết bàn. Thì Đức Thế Tôn đã nói: này Xá Lợi Phất, con hãy làm những gì cho là hợp thời. Và sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng, thì Ngài Xá Lợi Phất đã đi trở về cái ngôi làng nơi sinh trưởng của mình. Thì khi mà Ngài trở về đến nhà, Ngài không đi vào nhà liền, mà Ngài ở ngoài cái nhà khách. Thì quý vị biết rằng hồi xưa những cái nhà mà giàu có đó, thì người ta làm những cái tường rào chắc chắn, sợ trộm đạo không? Cho nên là ở ngoài đó người ta có một cái làm một cái trú xá dành cho những cái người khách. Thì Ngài Xá Lợi Phất không có đi vào nhà liền, mà Ngài ở ngoài nhà khách rồi mà Ngài mới nói với mấy người gia nhân để tới vô thông báo với bà, nói là ta đã trở về và hãy sửa soạn cái phòng mà cái phòng mà của ta đã trú ngụ hồi trước. Thì khi mà hay tin mà Ngài Xá Lợi Phất mà trở về đó, thì bà cụ mới suy nghĩ: ông sư con của mình hồi đó giờ đó đi theo cái đám mà ăn xin, bây giờ bộ thấy là chán nản, không còn tha thiết cái đời sống mà rày đây mai đó hành thức, bây giờ trở về hay sao á. Cho nên bà mới sai gia nhân là dọn cái phòng của Ngài, rồi Ngài vô nhà để ở. Thì lúc đó là Ngài cũng mang cái chứng bệnh kiết lỵ rất là nặng. Rồi bà cũng để ý quan sát, thì bà thấy đầu hôm
có những vị chư thiên hào quang sáng ngời đi vào phòng của ngài Xá Lợi Phất. Rồi đến giữa đêm thì những cái vị mà đến cái hào quang còn sáng hơn nữa. Và đến lúc mà gần sáng đó, thì cái vị mà đi vô cái hào quang nó sáng rực, sáng hơn tất cả các cái vị khác nữa. Thì đến sáng bà mới đem cái đồ điểm tâm đến cho ngài Xá Lợi Phất. Bà mới hỏi vậy chứ, mấy cái người mà hôm mà vô mà thăm ông á, mấy người đó là cái gì vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói là những cái vị mà đầu hôm á là những cái vị chư thiên, và khoảng canh giữa đó là các cái vị đại phạm thiên, và đến gần sáng là vua trời Đệ Thích. Thì bà nghe vậy bà giật mình, bà mới suy nghĩ, trời ơi, con của mình mà cái đức còn cỡ đó đó, mình á là thờ phụng phạm thiên, đại phạm thiên, vua trời Đệ Thích cả đời mà mình còn chưa có thấy được, chưa gặp được. Còn mấy vị đó là xuống mà phục vụ cho ông sư con của mình như vậy. Ông sư con mình quay đức cỡ đó, còn nếu mà đức Phật á, thì còn quay đức cỡ nào nữa. Thì lúc đó bà mới sanh cái tâm kinh cảm. Lúc đó bà mới cái tâm là oán hận Đức Phật và chư tăng đã cướp đi cái người con yêu quý của mình. Thì khi mà cái tâm kinh cảm làm cho bà có cái lòng niềm tin và sự kính nể vào Tam Bảo. Thì quý vị biết rằng đó là một cái phương thuốc. Tại vì khi mà cái tham ái rồi nó trở thành cái sân hận mà nó quá mạnh, nếu mà không có một cái liều thuốc, không có một cái liều thuốc mà xứng đáng đủ sức mạnh để đối trị với cái phiền não này thì cái bệnh nó sẽ không hết. Cho nên là chính nhờ cái những cái điều mà bà trông thấy làm cho cái tâm bà kinh cảm, có sự kính trọng Tam Bảo. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài biết, ngài bắt đầu thuyết pháp để dần dần hướng dẫn bà vào giáo pháp. Và sau thời pháp thì đã an trú cho bà ở sơ đạo sơ quả, tức là bà đã đạt đến đạo quả Tu La Hoàn. Thì khi mà có một cái niềm tin vững chắc vào Tam Bảo rồi đó, thì lúc đó bà mới trách ngài Xá Lợi Phất. Bà mới trách ngài là sao bấy lâu nay không chịu về độ bà sớm sớm chút. Đợi tới bây giờ á là ông mới về, ông thuyết pháp, ông độ tôi. Thì ngài mới nói là tại vì phải chờ cái thời điểm nó hợp thời, phải chờ đúng lúc, đúng cái nhân duyên. Và sau đó thì ngài U Dương Niết Bàn. Quý vị biết rằng cái tài sản mà bà để dành cho ngài rất là lớn, 80 triệu đồng thiên gian. Cho nên là khi mà có niềm tin đối với Tam Bảo rồi đó, thì bà bắt đầu mới đem ra bố thí cúng dường đến chừng. Rồi bà mới đem một số vàng bảo những cái người thợ đúc thành 4 cái cột để dựng cái nơi mà làm lễ trà ti cái nhục thân của ngài Xá Lợi Phất. Cho nên là ở trong đây chúng ta thấy không, thương ai
thương con, của nào bà bò nhà. Đó, nghĩa là bà dành hết cái tình thương, cái sự kỳ vọng vào người con của mình. À, rồi tất cả bao nhiêu của cải, à, đều để dành là con mình. À, à, mong mình con mình khôn lớn, có công danh địa vị, rồi mong những cái tài sản, những cái của cải này đó, à, để lại cho con, để con, à, mở mặt, mở mày với thế gian, với cuộc đời. À, cho nên á, chính vì cái tà kiến si mê lầm lạc, à, con tôi là Xá Lợi Phất đó, à, giỏi lắm à, ổng mới có 18 tuổi mà ổng đã có được 250 đồ chúng, à, đi theo học rồi, à, tài sản này 80 triệu đồng vàng để dành cho ổng đó, à, thành ra quý vị thấy không, với cái tâm tham ái tà kiến lầm lạc, à, nghĩ rằng con tôi, tài sản tôi, đó, mà không thấy, không thương mình, à, không có biết tạo được những cái phước báo, à, nếu mà không nhờ, à, có giới trí tuệ để quán sát ngài thấy được cái nhân duyên thì sao, thì với những cái khẩu nghiệp mà ngài, mà bà đã, à, chửi mắng các cái vị tỳ khưu, rồi cái tâm oán hận, à, oán hận Đức Phật thế này thế khác, à, oán hận chư tăng, à, nếu mà không có những cái công đức phước báo tạo trữ từ trước đó, thì sao, à, à, với cái tâm mà tràn đầy những cái tà kiến bất thiện như vậy thì nó sẽ dễ dàng đi rơi vào cái khổ cảnh. À, cho nên á, à, ở đây chúng ta thấy rằng á, vì si mê lầm lạc, à, tà kiến thấy sai, à, chúng ta thấy có tôi, à, có con tôi, à, tài sản của tôi, à, cho nên từ đó mà khổ đau, à, từ đó mà, à, nước mắt nó còn nhiều hơn là nước của bốn biển. À, cho nên nếu mà với cái ánh sáng của trí tuệ đó, nhờ cái sự học hỏi hiểu biết, ánh sáng trí tuệ soi thấu những cái ngõ ngách, à, những cái nơi tâm tối của nội tâm, à, thì đem đến diệt trừ tất cả những cái tà kiến vọng tưởng si mê, à, à, đem đến cái hiểu biết về chân lý, à, thì như vậy á, sẽ là một cái sức là quý báu, à, giống như một cơn mưa rào trong cái mùa hạn, hay là chỉ là một giấc cơm, à, khi mà cái người mà đang đói khát, à, đó, mặc dù là cái thời gian á, rất là ngắn ngủi, à, nhưng mà chính nhờ cái giây phút mà ngài sắp sửa vô dư niết bàn, ngài đã kịp thời, à, tế độ an trú cho bà vào, à, sơ đạo sơ quả, à, là ngài đã báo hiếu cái công đức, à, sanh thành dưỡng dục của thân mẫu của mình. À, cho nên á, là chúng ta phải thương mình,
Chúng ta phải tự lo cho mình, chứ không ai có thể mà lo cho mình được. Những cái thiện sự này là phải phải tự mình làm. Mình làm rồi mình chia phước cho người khác, chứ còn mà mình chờ người khác mà người ta chia phước cho mình á, thì có khi mình đâu có nhận được. Cho nên ngay cái trong đời sống, ngay khi mà sức khỏe chúng ta còn, chúng ta phải cố gắng hiểu biết, chúng ta phải tự lo cho mình. Rồi nếu mà mình bệnh á, mình cũng phải ráng ăn miếng cháo. Tại vì chỉ giống như hồi đó sư bệnh cũng vậy á, tới chừng bệnh á là không có ăn, ăn không được. Nhưng mà bà thân sư, má sư á, bà nói chứ bệnh thì phải ráng ăn, rồi ráng uống thuốc. Chỉ có cơm cháo nó thương mình, thuốc nó thương mình, chứ không ai thương mình hết. Thế cái thời đó thì hồi sư, lúc sư còn nhỏ thì lúc đó là chưa có biển rồi như bây giờ, chỉ có chích thuốc thôi. Mà hồi đó thuốc muốn mà chích được cũng khó khăn, cho nên là và cái thuốc ba thuốc tán rồi là thuốc thuốc tạo đó, trời ơi ba cái thứ đó nó khó uống gần chết luôn vậy đó. Rồi mà uống vô đó đã bắt đầu bị ói. Khi mà uống ba cái thuốc tán vô rồi ói nó đắng ngắt, rồi bắt ăn cháo rồi vô ăn không được. Cho nên là má sư mới nói là bệnh thì phải ráng uống thuốc, ráng ăn, chỉ có thuốc cơm cháo rồi nó thương mình, chứ không ai thương mình đâu. Cho nên đó là sau này có nhiều lúc cái bao tử nó hành, ăn mới bắt đầu mà vô tới mà ăn cơm là bắt đầu nó nhợn, ăn không nổi. Nhưng mà sao nó bây giờ ăn không nổi cũng phải ráng ăn, ăn không được một chén thì ráng ăn cái chừng nửa chén. Bây giờ mình chỉ có ráng ăn để rồi uống thuốc, để rồi vượt qua được cái bệnh tật mà mình ráng mình lo mình tu thôi, chứ giờ không có ai giúp. Bây giờ mình phải ráng nhờ vật thực, nhờ thuốc men nó hỗ trợ để cho đẩy lùi, giảm thiểu được bệnh tật, để rồi mình ráng mình lo mình tu tập. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta phải biết biết tự thương mình. Thương mình bằng cách là sao? Tránh xa tất cả những cái điều ác. Rồi phải có sự nỗ lực trong các cái thiện sự, trong sự tu tập. Rồi cả hai, tức là về phương diện vật chất, rồi tinh thần. Phương diện vật chất mình ráng mình ăn những cái thức ăn mà nó phù hợp với cơ thể. Rồi về tinh thần thì ráng cố gắng nỗ lực tìm hiểu học pháp, rồi suy tư về những điều mình đã học để dung bồi trí tuệ, và cố gắng nỗ lực tu tập thiền định thiền tuệ để đem đến một cái sức khỏe ăn ổn cho thân, và cũng có một cái sức khỏe trong cái tâm lý của bản thân mình. Thì đó là cái những cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ ba này, không ai bằng con. Thì với những cái phần chánh kinh và những cái sự tìm hiểu qua cái những cái tích truyện, những phần chú giải, những lời dạy của các bậc trưởng lão, và qua những cái kinh nghiệm
tu học thì cũng là có chút đỉnh, là những chút ít kinh nghiệm và hiểu biết để chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị. Với phước báo này, kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Cân An và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có được những cái hiểu biết về lời dạy của Đức Phật và cố gắng nỗ lực tu tập đi theo cái con đường bát chánh đạo Đức Phật đã chỉ dạy, để đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại và hướng đến con đường tu tập giải thoát trong ngày vị lai. Và cầu mong tất cả quý vị luôn luôn an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm những cái điều liên hệ đến cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ ba này. Bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay để cho chúng con học và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư và cảm ơn chị Mát Ta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình thấy Pháp có chức máy, chuẩn bị tinh thần nha. Nhật Bình mời tâm Pháp đó. Dạ, con xin thay mặt đầu tràng thức và dùng tách nước ở tỉnh thất hiện hữu nghỉ một chút xíu để cho con mời quý Phật tử trong đầu tràng lên có thắc mắc, có câu hỏi thì xin thư sư giải thích ạ. Dạ, con cùng thỉnh sư nghỉ ngơi chốc lát ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Mời tâm Pháp nghe. Tâm Pháp nghe bài giảng hôm nay sao đi làm về là chạy vô ngồi nghe liền phải không? Quan hỷ như thế nào? Có thể lên nói chút xíu rồi hỏi thượng tọa để thượng tọa giải đáp cho tâm Pháp, cho tâm Pháp ưu tiên. Còn đi ngủ sớm chứ để khuya quá. Rất là xa thú tâm Pháp. Tâm Pháp đưa bàn tay lên đi, Nhật Bình nhường mít cho tâm Pháp ơi. Đưa tay lên rồi mời tâm Pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân rất là nhiều. Con mới đi làm về, vừa tới nhà thì con nghe được và nghe thời pháp của ngài. Nên con giờ này thì cũng 12:20 khuya. Bạch ngài, con xin phép hỏi là thưa ngài, như là ngài cái mẫu thân của ngài Xá Lợi Phất á, bạch ngài. Khi mà nghe thuyết pháp về bà đã chứng được đạo quả Tu Đà Hợp thì con thắc mắc, khi mà một vị được chứng đạo quả như vậy đó thì tất nhiên là đã có những cái ba la mật hoặc là cái thiện pháp đã tạo những cái đời trước rồi. Thì con không hiểu là tại sao những cái thiện pháp này không có trợ duyên cho bà để bà
hướng về cái thiền pháp ngay lúc đầu mà tại sao bà lại có cái tâm quán trách quán hận vậy với bạch ngài, giống như là biết là bị vướng đặt niềm tin vào một vào ngài Xá Lợi người con quá nhiều nên thành ra trở nên hận. Nhưng mà con vẫn thắc mắc là tại sao những cái quả phước mà bà đã có rồi đó, thì những cái phước này sao không trợ duyên được cho bà? Con không biết hỏi sao, giống như trong thời nay, giống như tụi con làm những cái thiện phước, tụi con có thể là nguyện những cái phước này cho khác, có thể là hỗ trợ cho chúng con đừng bị rơi vào những cái cảnh giống như là làm bất thiện pháp như vậy, thì có được không thưa ngài? Con kính thỉnh ngài giảng giải sâu về cái vấn đề này cho con được hiểu hết ngài. Ngài bạn hiểu cho con, tại vì con hiểu nhưng mà con đặt câu hỏi nó con không có rõ ràng được á. Con xin kính dâng mất đến ngài ạ. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính lĩnh lễ chư tùng đức, kính chào quý tùng nữ và quý Phật tử. Quý vị thấy rằng chúng ta đó bị vô minh và ái dục đó, nó ngâm tẩm nhuộm ướt từ cái thời mà vô thủy đến giờ đó. Rồi chúng ta biết được thiện pháp đó, thì cái thời gian nó ngắn hơn. Cho nên quý vị thấy không, cái tâm mình á, trong này nếu mình quan sát lại á, nếu mình có sự phản tỉnh, mình xem xét cái nội tâm của mình á, có hồi thì nó suy nghĩ thiện, có hồi thì nó suy nghĩ bất thiện, nó chạy qua chạy lại. Cho nên á, là các cái vị trưởng lão nói sao, nếu mà chúng ta có sự quan sát á, mà chúng ta thấy rằng á, trong tâm của mình á, có thiện mà cũng có bất thiện, có cái thằng ăn cướp mà cũng có cái người mà từ bi ha. Cho nên á, là có những lúc cái nhân duyên vì vô minh, vì ái dục nó mạnh quá, nó che mờ ha. Mặc dù là trong đời sống đó, chúng ta cũng có tạo nhiều những cái nhân thiện, những cái nghiệp lành. Nhưng cái nhân thiện, những cái nghiệp lành này nè, nó còn yếu hơn là cái vô minh và ái dục. Cho nên á, cái lúc đó đó là vô minh ái dục nó quá mạnh đi, nó che án hết. Giống như ánh sáng mặt trời đó, mà những cái ngày mà mây mù nó quá dày thì sao, nó cũng che án, nó che án mất cái không gian, nó tối thui, giống như là sữa mà trời mặt trời lặn vậy đó. Thành ra đó, chúng ta phải tu tập. Chúng ta phải tạo điều kiện, chứ không phải mình tu tập rồi mình các thiện pháp này nó sẽ hỗ trợ. Quý vị thấy rằng ngay chính bản thân Bồ Tát cũng vậy, mặc dù ngay tạo trữ đầy đủ các pháp độ rồi đó, nhưng mà sao ngài cũng còn sai lầm. Ngài đi tu tập ở những cái pháp môn mà không đúng, mà khổ hạnh rồi chẳng hạn á, rồi lần hồi ngày mới tìm ra cái con đường chân chánh ha. Hay là trường hợp của ngài Angulimala cũng vậy, mặc dù là có đã tạo trữ đầy đủ pháp độ rồi để trở thành một vị A La Hán, nhưng mà sao lúc đó cái
cái nhân thiện nó chưa đủ mạnh để vượt qua những cái bất thiện. Cho nên nó là ông thầy cũng xúi dục. Ông thấy ông này học giỏi quá, bây giờ là xúi nó đi giết người để về mình ấy. Cho nên là ngài phải đi vô chặn đường giết cho đủ 1000 người, đặng về đặng ông thầy ông dạy cái pháp môn cao quý. Rất là nhiều. Cho nên là chúng ta phải biết phải biết cái khuynh hướng cái tâm mình á, phải hướng về cái việc thiện. Thành ra Đức Phật nói sao, một khi mà mình có cái tác ý làm những việc thiện thì phải làm ngay, phải nhanh chóng làm ngay. Nếu mà mình lùi sụt chần chờ thì bất thiện nó sẽ nhảy ra, nó che án. Vì sao? Vì vì cái sự tu tập của chúng ta đó nó chưa đủ mạnh. Cho nên là cái khuynh hướng về cái bất thiện nó còn nhiều lắm. Cho nên là bây giờ mình phải sao, phải ráng phản tỉnh, kiểm soát cái nội tâm mình. Bất cứ lúc nào mà những cái suy nghĩ, những cái tác ý bất mình cần phải diệt trừ liền. Còn những cái tác ý, những cái suy nghĩ về điều thiện mình phải làm nhanh để không là nó đổi ý liền. Mới thấy người đó, thấy người đó ăn xin, thấy tội nghiệp quá, tính cho họ một chén cơm, tính cho họ vài đồng á, là bắt đầu nếu mà chúng ta không làm nhanh liền á, hiểu đâu cái bất thiện nó cản trở rồi. Trời ơi, tội gì mà phải cho, họ cũng có đầy đủ tay chân như mình, tại họ không chịu lo làm, tại họ biến, mắc gì mình phải cho, mình cũng đi làm lụng cực khổ chứ, sao mình phải cho người khác làm gì, thấy không? Tức là giữa cái ranh giới giữa cái thiện và bất thiện nó mỏng manh giống như là cái sợi tóc vậy. Mới vừa thiện nó mới nhảy qua là bất thiện liền. Thành ra đó chúng ta phải kịp thời. Cho nên là Đức Phật nói là chúng ta phải canh phòng cái nội tâm của mình, luôn luôn là phải phản tỉnh, phải xem xét thường xuyên. Nếu không á là bất thiện nó sẽ sanh khởi, nó lôi cuốn, nó tràn ngập, nó che án và nó sai sử chúng ta làm những cái điều bất thiện không. Là quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp cái vị đã tạo trữ phước báo ba la mật, có thể là đạt đến a la hán, nhưng mà cái giai đoạn đầu cũng rơi vào những cái bất thiện nghiệp, sai lầm tà kiến. Đến một lúc nào đó là do cái duyên nghiệp, lúc đó cái thiện nó mạnh mẽ đủ sức để xuyên phá được cái vô minh và ái dục, để cái vị này đó hướng về cái con đường bát chánh đạo, thì lúc đó cái vị này mới đạt đến thánh đạo và thánh quả. Chứ còn nếu mà không á thì chúng ta mãi mãi cứ bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, mãi mãi bị vô minh và phiền não ái dục nó che án, nó lôi cuốn, nó chế ngự. Cho nên á là ánh sáng của mặt trời á thì nó mạnh á, nhưng mà nhiều lúc mây đen nó dày quá thì cũng không thể cả ánh sáng xuyên xuống đến cái mặt đất được. Cho nên là mặt đất bị che mờ, thấy không? Cho nên là chúng ta phải
luôn luôn phải thận trọng. À, Đức Phật dạy mình phải căn phòng, phải thu thúc lục căn, rồi phải luôn luôn gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn phải phản tỉnh, phải xem xét những cái tác ý, những cái suy nghĩ ở trong nội tâm mình, kịp thời dập tắt tất cả những cái tác ý, những cái suy nghĩ bất thiện, và khi mà có điều kiện để thực hành các cái thiện pháp thì phải làm ngay, phải nhanh chóng phải làm ngay. Nếu mà chúng ta chần chừ, lui sụp thì bất thiện phiền não nó sẽ cản trở. Quý vị thấy không? Nói mà mình muốn tu tập, mình muốn học kinh học pháp, nó cũng còn có những cái chướng ngại nó xảy đến, nó cản trở cái mong muốn cái thiện duyên của mình nữa. Chứ đừng nói gì bởi người ta không biết. Ta nói mấy người mà tu là bắt đầu ác nghiệp nó theo, nó tra khảo, chứ không phải. Tại vì không phải là mình tu thì cái bất thiện theo nó tra khảo, nó gây cái chướng ngại, mà tại vì cái lúc đó cái quả nó đến. Trước khi mà Bồ Tát mà đạt đến chánh đẳng chánh giác thì có ông giám khảo là Ma Dương, rồi ba đứa con của Ma Dương là si mê tham ái, sân hận, nó ra nó cũng thi, nó ra đề thi, nó ra khảo. Bồ Tát phải vượt qua cái khảo sát của Ma Dương, của ba người con gái của Ma Dương, vượt qua hết thì Bồ Tát mới đắc đạo quả. Thì mình cũng vậy, mình cũng bây giờ mình muốn tu tập thì cũng bị những cái chướng ngại, những cái bất thiện nghiệp đến lúc nó trổ quả, nó cũng gây trời ơi bệnh lên bệnh xuống, rồi nó đau nó tê nó nhức, nghe không? Rồi mỗi lần mà muốn học kinh học rồi đó, bây giờ học trước quên sau, học đoạn này thì quên đoạn trước, học đoạn giữa nó quên đoạn đầu, cứ vậy. Thành ra đó chúng ta phải cố gắng nỗ lực mà thôi, chứ còn bây giờ á, tại vì quá khứ mình đã tạo những cái bất thiện nó nhiều quá rồi. Hồi trước mình không biết, mình đem ba cái cây tầm bậy tầm bạ gì mình đem về mình trồng cái giường của mình. Bây giờ mình phải nỗ lực, mình phải nhổ hết những cái cây độc hại cỏ dại ở trong cái khu vườn của mình đi, rồi mình mới đem những cái bông hoa có mùi thơm, có màu sắc đẹp đẽ để mình trồng vô. Chứ còn bây giờ mình không làm cái việc này thì không ai làm thế cho mình được. Cái khu vườn của mình không ai vô mà làm cỏ được đâu, không ai dọn dẹp được đâu, không ai đem những cái cây tốt đẹp có lợi ích mà đem về trồng. Mình phải tự dọn cỏ, phải diệt trừ cái cỏ dại là những cái mầm móng, những cái bất thiện. Rồi chúng ta đem những cái bông hoa xinh đẹp, hạt hướng dương, rồi những cái hoa này hoa kia có hương thơm, để đem về mình trồng, thì lần hồi mình sẽ có một cái khu vườn có hương thơm, có những bông hoa xinh đẹp. Thành ra cái việc này là tự mình làm, chứ không ai làm khác được. Không phải là mình mua mông sớm là được. Có nhiều khi như cô Nhật Quỳnh hay cô Mai Ta, những cái gì lớn tuổi, nói trời ơi sao mình hồi đó sao mình cũng sớm sớm chút,
lúc mình còn trẻ, nhưng mà không phải. Cái pháp đó đến cái lúc cái duyên, cái nghiệp nó thời thì cái pháp nó hiện khởi, chứ không ai, không ai muốn mà được. Nghe không? Ai cũng vậy. Ngay chính bản thân sư hồi năm mà sư xuất gia là mới 36 tuổi đó, mà mình còn thấy 36 tuổi là mình xuất gia cũng hơi trễ rồi. Phải chi mà hồi đó mình biết sớm sớm chút, cỡ chừng 10 tuổi, 12 tuổi mình đi tu. Lúc đó cái tâm mình còn sáng suốt, đang học kinh rồi, học pháp rồi cho nó lẹ. Nhưng mà không có được. Tại cái nhân nó chưa đến lúc. Cái thiện nghiệp chưa đến lúc nó sanh khởi. Nhưng mà mình thấy rồi, sau khi mình hiểu biết rồi, mình cũng vậy đó, mình cũng còn có phước đó. Chứ còn nhiều ông tới 6-70 tuổi mới ông mới xuất gia là sao? Nhiều ông 8-90 tuổi mới ông xuất gia là sao? Thành ra đó là do cái điều kiện, do cái nhân, cái duyên, đến lúc nó sẽ sanh khởi. Thành ra đó, đối với pháp đó, thì không có trễ mà không có sớm. Mình muốn sớm cũng không được, mà muốn trễ hơn cũng được, thấy không? Cái trường hợp ông Bài Giá cũng vậy. Ông ta là một cái người có nhân duyên để đạt được A-la-hán đó. Nhưng mà một thời gian dài sống trong vô minh tà kiến, cứ nghĩ là mình là A-la-hán rồi, cứ nghĩ mình đã là bậc A-la-hán rồi. Cho đến lúc mà nhờ một cái vị chư thiên, trước kia là một cái người bạn đồng tu, nhắc nhở, nói ông không phải là A-la-hán, mà ông cũng không có biết cách để mà đạt đến đạo quả A-la-hán nữa. Ông này mới thắc mắc, hỏi gì chứ ai biết. Thì cái vị chư thiên mới nói là chỉ có Sa-môn Gô-tô-ma đó, Sa-môn Gô-tô-ma biết cái cách tu tập để trở thành bậc A-la-hán. Cho nên là ông ta quyết liệt đi bất kể ngày đêm để gặp cho được Đức Phật. Thì khi mình gặp Đức Phật là ông ta chỉ nghe giải đáp ngắn gọn thôi. Đức Phật giải rất là ngắn, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm, rồi có nhiều đó thôi. Nhưng mà nhờ cái phước báo, cái nhân, cái duyên đến lúc nó trổ quả, ông ta triển khai quán sát và chứng đắc quả vị A-la-hán. Thì vừa đắc quả A-la-hán thì cũng cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp ác nó cũng đến, con bò cái nó hút chết. Thành ra đó, chúng ta đừng có theo cái tục đế của thế gian. Không có sớm mà cũng không trễ. Đến lúc đủ điều kiện, cái quả nó sẽ trổ. Bây giờ mình mới trồng cái cây xuống, mà mình mong muốn nó trổ quả cũng không có. Sao? Tại vì cái bộ rễ nó chưa phát triển đủ, thân cành nhánh nó chưa đủ. Không? Đến lúc nào đó bộ rễ nó phát triển, thân cành nhánh nó đầy đủ, để nó có thể nuôi được cái quả, thì tự động lúc đó cái quả nó sẽ trổ và cái trái nó sẽ kết. Thế thôi. Thành ra đó, pháp là nó sẽ hiển lộ khi mà đầy đủ các cái nhân duyên. Còn nếu mà nhân duyên nó chưa đầy đủ thì nó lại còn tiềm ẩn. Thành ra bây giờ chúng ta đó cứ cố gắng nỗ lực. Bây giờ cái lu, cái bình của mình á, mình đừng hỏi bao giờ nó đầy. Bây giờ mình cứ nhỏ nước vô đi. Cứ nhỏ vô. Đến một lúc nào đó mình nhỏ cái giọt nước cuối cùng thì nó sẽ tràn cái bình, tràn cái ly. Còn bây giờ mình cứ ngồi đó mình hỏi hoài mà mình không nhỏ nước vô thì muôn đời không bao giờ cái bình hay cái ly của mình nó đầy.
Đang. Đó, cho nên á là cái chuyện mà bao giờ mà cái ly nó bị nó tràn á là cái chuyện đó của pháp. Còn cái bổn phận của mình á thì cứ nỗ lực tu tập, cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt. À, mỗi cái thiện sự, mỗi cái thiện pháp, à, mỗi khi chúng ta học, mỗi cái kinh nghiệm, mỗi cái suy tư, mỗi cái phản tỉnh, xem xét, à, mỗi sự quán sát, quán sát, quán sát thường xuyên, à, là chúng ta dung bồi cái trí tuệ. À, khi nào mà cái trí tuệ nó đủ mạnh thì nó đủ sức để xuyên hóa được cái vô minh và ái dục, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. À, còn bây giờ mình cứ thắc mắc, mình ngồi nói sao mà trễ quá rồi, trễ quá rồi, đạo quả gì không thấy, tôi tu hoài luôn, tôi học hoài luôn mà chưa thấy gì hết. Không đâu, cứ cố gắng nỗ lực. À, mặc dù bây giờ mình chưa đạt được thánh đạo thánh quả, nhưng mà ít ra mình cũng đạt được chút ít cái trí tuệ hiểu biết, chút ít về kinh nghiệm. À, thì chính những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm này đó, mỗi ngày nó sẽ lớn mạnh, đến lúc nó sẽ kết trái đơm hoa cho quả. À, thì sư cũng xin chia sẻ cái thắc mắc của tâm pháp. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập. Nó một buổi thầy á. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạ Giả, Nam mô Sơn Khai Giả, Hoàn Thành Kinh Đánh Đệ Chư Tôn Đức Tăng, Hoàn Thành Kinh Đánh Đệ Ngài Pháp Thanh, Hoàn Thành Kinh Đánh Đệ Đại Đức Pháp Trang, Hoàn Thành Kinh Đánh Đệ. Mẹ con có thể, con xin sám hối tại con xài bằng di động, nhìn ở bên hồng cũng không được dễ. Dạ, sa thứ cần rất là hoan hỷ, cần thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Ngài đúng là cái tâm nó một ngày nó thay, nó liên tục thay đổi, nó sanh khởi lên những cái ý bất thiện và những cái bất thiện pháp nó liên tục. Và ngài đã giảng rất là sâu sắc để cho chúng con nhìn thấy rõ lại cái nội tâm của chúng con, và chỉ họ luôn giữ chánh niệm ghi nhận nó, cứ bổn phận ghi nhận chánh niệm liên tục, thì tới một cách tự nhiên, thì tới lúc nào đó thì tâm cái pháp nó tự động nó sẽ vận hành. Con rất là hoan hỷ. Con thành kính tri ân cái ngài rất là nhiều. Bạch ngài cho con xin hỏi thêm nữa là khi mà bà đã chứng được cái đạo quả tu đà hờn đó bạch ngài, nhưng mà cái nghiệp mà do bà có cái tâm sân hận đến chư tăng đó ngài, như vậy cái nghiệp này bà có thể có bị rơi vào những cảnh khổ không bạch ngài? Mặc dù là bà đã chứng đắc đạo quả tu đà hờn rồi, thì nếu mà chứng được đạo quả này rồi thì có còn phải là trả cái nghiệp mà do mình có cái tâm sân hận đến chư tăng không bạch ngài? Con kính thỉnh ngài giảng dạy thêm điểm này cho con được rõ từ ngài. Và con kính dâng mức đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đại chư công đức và kính chào quý phụ nữ và tất cả quý Phật tử. À, thì như quý vị biết rằng á, trong kinh nói rằng một cái vị mà chứng đắc quả vị Tu La Hoàn, là cái vị này chắc chắn là cái con đường mà rơi vào bốn khổ cảnh là đã bị đóng kín. Thành ra đó, do cái bất thiện nghiệp mà chửi mắng chư tăng,
kinh khi tam bảo đó, thì bà không còn rơi vào khổ cảnh nữa. À, nhưng cái nghiệp bất thiện đó nó cũng vẫn còn trả quả cho đến khi nào mà đạt đến đạo quả A-la-hán. À, thành ra đó, cái vị mà tu đầu quên đó còn tái sanh là không quá 7 kiếp. À, thì vị này đó, những cái bất thiện nghiệp nó vẫn còn phải đeo đuổi nó trổ quả. À, cho nên đó, là do những lời nói bất thiện này đó, thì trong những cái kiếp của vị thánh Tu Đà Quần á, sẽ còn phải trả quả là bằng cách gì? Bị những lát người ta khinh khi, người ta không có trân trọng những cái hay là cái những cái bất thiện nghiệp nó cho quả. Cái vị này á, là cũng như là thiếu sự tôn kính tam bảo hay gì đó, thì vị này sẽ sanh ra những cái điều kiện nó không có thuận tiện, bị người khác ta chê trách là người ta quỷ bán thế này thế khác nha. Nhưng vị này sẽ đạt đến giải thoát cái kiếp cuối cùng. Thì khi mà đã đạt đến đạo quả tu đầu quần rồi đó, thì rơi vào khổ cảnh thì sẽ không còn. Nhưng ngay bất thiện nghiệp nó vẫn còn đeo đuổi, nó trổ quả cho đến khi mà đạt đến A-la-hán, thì lúc đó mới là hoàn toàn chấm dứt. Cho nên là cái cách mà chúng ta mà trốn chạy cái nghiệp chỉ còn cách là mình ráng nỗ lực tu tập, đi. Dù sao ra chăng nữa đó, là khi mà mình đạt được cái tu đà quần rồi đó, thì cái con đường mà rơi vào bốn khổ cảnh là bất kính. Nhưng mà những cái bất nó vẫn còn đeo lẳng, nó đòi. Cho đến khi nào mà mình ráng mình chứng đắc quả vị thánh tứ lậu, cho đến khi mà vô dư niết bàn thì mới hoàn toàn chấm dứt. Quý vị thấy không? Những vị mà gọi là đại đệ tử, ngày Mục Kiền Liên, ngài cũng phải trả cái ác nghiệp, bị mấy trăm tên cướp nó bầm như. Rồi ngày Xá Lợi Phất, ngài cũng phải trả cái nghiệp bị kiết lỵ. Cho đến Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác, ngài cũng bị cái cơn đau của kiết lỵ nó hành hạ. Nhưng các ngài cái sự khổ trên thân thì còn, nhưng mà cái uất ức đau đớn, cái buồn rầu của cái tâm rồi. Tại vì tất cả những phiền não các ngài đã diệt trừ hết rồi. Cho nên đó, các ngài đạt đến cái vô dư niết bàn với cái tâm rất là bình thản. Ngày Mục Kiền Liên sao? Sau khi mà mấy thằng 500 tên cướp nó bầm ngày nát tan, ngày dùng thần thông thì gom lại. Ngày về gặp Đức Phật đảnh lễ và xin phép vô dư niết bàn. Ngài Xá Lợi Phất bị kiết lỵ hành hạ, biết là đến lúc sắp mà chết, vô dư niết bàn, cũng đến đảnh lễ Đức Phật, xin Đức Thế Tôn cho phép còn vô dư niết bàn. Rồi khi mà Đức Phật vô dư niết bàn như vậy, ngài rất là bình thản, nhập thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc. Ngài lên rồi trở xuống, rồi lên, liên thiền như vậy. Rồi đến một lúc, đúng lúc thì Đức Thế Tôn vô dư niết bàn trong
một cái trạng thái tâm an lạc. Thành ra cái khác biệt của bậc thánh và của phàm nhân ở chỗ đó. À, bậc thánh là luôn luôn sống với trí tuệ, à, sáng suốt, định tĩnh. Còn phàm nhân thì có đôi lúc chúng ta vì cái phiền não nó chi phối và chúng ta chưa có giữ vững cái tâm của mình, à, nó đầy đủ, à, với chánh niệm tỉnh giác, à, cho nên là, à, chúng ta còn rơi vào khổ cảnh. Còn tất cả, à, các bậc thánh hữu học và bậc thánh vô lậu, à, trước tất cả những gì các ngài cũng vẫn giữ cái tâm bình thản. Cho nên là những cái nhân á, những cái nhân mà rơi vào khổ cảnh thì bắt đầu từ bậc thánh, à, sơ đạo, sơ quả, tu đạo quần trở đi, là những cái nhân này mà rơi vào khổ cảnh là không, à, nhưng mà những cái quả bất thiện nghiệp thì nó cũng vẫn còn đeo đẳng cho đến khi mà đạt đến, à, A-la-hán và vô dư niết bàn thì nó mới hoàn toàn chấm dứt. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của tâm pháp, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Cảm ơn thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, tâm pháp ơi, có nghe được âm thanh nhục bình không? Dạ, cảm ơn nắng chiều đã cho biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, tại con thấy bàn tay của tâm pháp mà con thấy êm ru à. Nên con không biết là tâm pháp có cầm mít không? Tâm pháp có cầm mít không? Nhục bình nhiều mít nè. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mà giả, Nam mô Sẵn Khà giả. Dạ con thành kính đảnh lễ chư Long Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ ngài. Dạ con nói mà con chưa cầm mít con. Dạ sa thú con rất là hoan hỷ được nghe những lời giảng dạy của ngài, con được hiểu thêm đó bạch ngài. Trong tâm con rất là vui lắm, bởi vì con hiểu được thêm là khi mà chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hờn là chỉ còn trải nghiệp nhưng mà không có bị rơi vào cảnh địa ngục. Trước đây thì con không được hiểu như vậy, con chỉ biết là nếu mà chứng đạo quả A-la-hán á thì sẽ là không còn rơi vào cảnh địa ngục nữa. Thì hôm nay con hiểu được nữa thì con rất vui. Thứ hai nữa đó là ngài cũng chỉ cho tụi con cách nhìn rõ về cái tâm của tụi con như thế nào, những cái phương pháp thực hành như thế nào á, con rất là vui lắm, con rất là quan hệ và con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Con thành kính chúc ngài luôn có sức khỏe tốt và luôn giảng dạy những cái bài pháp để hướng dẫn sắp tấn chúng con trên đường tu tập. Dạ một lần nữa con kính tri ân ngài, và con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mà giả, Nam mô Sẵn Khà giả. Dạ, sa thú, kính cảm ơn những lời chia sẻ của tâm pháp.
Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã cho chúng con về pháp ngày hôm nay, cũng như giảng dạy những câu hỏi của tâm pháp. Và đồng hồ của Nhật Quỳnh thì 5:56. Và Nhật Quỳnh kính mời chị Meta, kính mời chị Kim, mời chị Duyên, kính mời cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cô tu dưỡng Tệ Duyên nãy giờ vào nghe cũng lâu rồi, cô có câu hỏi gì không cô? Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ cô Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có muốn cầm mic không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh nhường mic. Chị Meta, dạ chị Duyên, chị Kim, dạ vậy mời cô nghe. Dạ sa thú lần này. Dạ kính cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với ba hương khu tôn nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, hồi nãy thấy Đại Đức Pháp Quang mà bây giờ không thấy nữa. Mà nãy giờ tụi Duyên vào thì nghe câu hỏi của Tâm Pháp đặt và Ngài trả lời, con nghe cũng rất là hoan hỷ. Mặc dù cũng có đoạn bị không nghe rõ, cũng có lúc nghe rõ. Tâm Pháp rồi đọc tràng. Rồi chúc tâm pháp an lạc cuộc sống. Dạ bây giờ thì con kính thỉnh Ngài dùng nước xong thì con cũng có một cái câu hỏi cũng thắc mắc trong lòng nhưng mà không biết hỏi ai. Nhưng hôm nay cũng có cái việc mà may mắn để con hỏi cái chuyện mà thắc mắc của con. Con thường thường nghe cái từ các ngài giảng khi chứng đắc A-la-hán mà còn phàm thì con không hiểu như thế nào, tại sao mà A-la-hán mà còn phàm. Dạ không biết là ngài có nghe rõ, con không có hiểu cái từ này tại sao chứng đắc mà còn phàm. Dạ con kính thỉnh ngài giảng cho con hiểu. Con hỏi như vậy nhưng mà ngày suy diễn cho dùm con thì con không hiểu từ sao mình chứng đắc là còn phàm. Nhà con kính dẫn bất tính ngài. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khà giá. Chắc là cô hiểu lầm rồi. Khi mà chứng đắc A-la-hán rồi sao còn phàm được? Thấy không? Mặc dù là nó có hai trạng thái niết bàn là tu dư niết bàn, tức là đắc A-la-hán nhưng mà còn mang cái thân ngũ quẩn, còn sống ở thế gian. Chứ không phải là còn phàm đâu. Chắc cô nghe lầm rồi đó. Và vô dư niết bàn tức là cái vị A-la-hán rũ bỏ cái thân ngũ quẩn này. Còn riêng bậc chánh đẳng chánh giác thì có tới ba là hữu dư niết bàn, tức là chứng đắc A-la-hán nhưng mà còn thân ngũ quẩn. Rồi vô dư niết bàn là bỏ cái thân ngũ quẩn nhưng mà còn xá lợi. Thì bậc chánh đẳng xe chánh giác sẽ còn một cái là xá lợi niết bàn nữa, tức là lúc đó đó là khi mà cái giáo pháp nó hết hiệu lực thì toàn bộ cái xá lợi nó cũng tiêu hoại. Thành ra đó chúng ta phải hiểu, chứ còn đã đắc A-la-hán rồi sao còn phạm được.
chắc nhiều khi là cô nghe rồi suy nghĩ gì đó rồi nó lẫn lộn à, tức là đắc an hán và còn thân ngũ quẩn, rồi cái khi mà vô dương niết bàn là hoàn toàn tịch diệt, khi đó là rũ bỏ, xả bỏ cái thân ngũ quẩn luôn. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Tệ Duyên. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, tu tập tiến bộ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thầy. Bây giờ là con mới hiểu còn thân ngũ quẩn. Có nghĩa là cái người đó đắc chứng nhưng mà vẫn còn cái mang cái thân ngũ ẩn. Vậy là con hiểu rồi. Bởi vậy cho nên là con cứ thắc mắc hoài, con muốn sao chứng đắc. Con thấy chân ngài những lời giải đáp của ngài cho nên là con bây giờ mới hiểu rõ. Cái nhiều quá, cái gì mà nhiều quá mà con bây giờ con vẫn còn phàm phu, cho nên là mỗi cái suy nghĩ rồi cái tưởng đủ thứ hết, mà chắc có lẽ là một năm con phải đi cái pháp hành mới được, chứ bây giờ nó lẫn lộn. Nó tuổi cũng gần 60 rồi nhưng mà bây giờ con thấy y như y chang như ngài nói, học đoạn đầu thì quên đoạn giữa, học thuộc đoạn giữa thì nó quên đoạn đầu, thuộc đoạn cuối thì nó quên đoạn giữa. Y chang như vậy, sao khổ thế này, chắc phải đi thiền mới được chứ giờ học không nổi. Nha, bây giờ Nhật Quỳnh trở lại trước tháng rồi, tự nhiên xin gửi mít lại cho Nhật Quỳnh, có hỏi ngại gì thì hỏi. Để xin chúng tôi dạ sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời vị nào có ý kiến gì, có câu hỏi gì thì xin đưa bàn tay. Dạ, sa thú bàn tay xích kim. Hello. Dạ, con kính chào sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư dẫn bài rất là dễ hiểu, con nghe con hiểu rồi. Nhưng con có thắc mắc này, con có câu hỏi ở ngoài lề này, xin sư giải thích cho con. Con đọc sách thì con thấy Đức Phật nói từ trong Kinh Tạng hay là trong Vi Thiên Vấn Đáp thì có 5, 6 hay 7 loại đi tu. Nhưng một lần con nghe sư Tội Khanh, sư Giác Nguyên nói sư Pháp Thông với lại sư Pháp Thanh là sư đó, là tu bán thế. Mà con có hỏi sư Liễu Tông, thì sư Liễu Tông nói không biết, không biết tu bán thế là cái gì. Nhưng mà con hỏi sư Kim Triệu, sau này con hỏi sư Kim Triệu với một vài vị sư thì sư Kim Triệu nói rằng tu bán thế là lớn tuổi rồi mới đi tu. Rồi có người nói con là tu bán thế là có gia đình rồi mới đi tu. Thì con không hiểu cái nào đúng. Tại gọi là tu bán thế như vậy đó. Thì con xin sư giải thích cho con rõ tại sao có cái từ mà tu bán thế rồi tu toàn thế là cái gì, có tu toàn thế không? Thì con không hiểu, và con xin trả máy để cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì
những người mà tức là từ còn nhỏ, 8-9 tuổi rồi có điều kiện được xuất gia, thì gọi là không biết cái danh từ gọi là như thế nào cũng quên. Còn mấy người mà lớn tuổi rồi có gia đình này, nửa đời người rồi mới mới đi tu, nửa chừng xuân rồi đó mới đi tu á, thì gọi là bán thế. Tại vì mấy vị này cũng hưởng mùi đời rồi, cho nên là mấy ông mà ông đi tu từ nhỏ ông nói là bán thế. Chứ sự thật ra cái này là chỉ là xuất hiện sau này thôi. Cho nên là quý vị thấy rằng đó, tại sao mà Bồ Tát á, ngày phải lập gia đình, rồi có con cái, rồi ngài mới bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh nghỉ tu. Là theo các cái vị trưởng lão nói đó, là gì á, nếu mà Bồ Tát mà ngay từ nhỏ mà đi xuất gia đó, thì sau này những cái người mà có gia đình á, mà người ta có nhân duyên, người ta ngại, người ta không dám đi tu. Rồi cho nên á, là cái vấn đề mà bán thế hay là không bán thế á, nó không có quan trọng. Nhưng mà cái điều mà cái phương hướng, cái đường hướng để chúng ta đi tu nó mới là điều quan trọng. Cái hành động của anh á, cái lời nói, cái hành động của anh á, nó mới là quan trọng. Còn cái anh xuất thân từ cái giai cấp nào, ở trú xứ quốc độ nào đó là nó không quan trọng. Chúng ta nhớ điều đó. Thành ra đó, trong bảy hạng xuất gia, nhưng mà cái hạng mà Đức Phật nói là những cái người mà đi xuất gia với cái mục đích mà tầm cầu cái sự giải thoát mới là cái quan trọng. Còn cái mà xuất gia từ nhỏ là đến nửa đời, nửa chừng xuân rồi mới đi xuất gia, thì cái chuyện đó là do cái nhân duyên của mỗi người mà thôi. Quý vị thấy rằng á, mặc dù là có nhiều vị lớn tuổi rồi mới xuất gia, tại vì cái duyên của người ta nó vậy, phải không? Có ông cụ mà đệ tử ngày Xá Lợi Phất đó, ông già rồi bảy mươi mấy tuổi rồi, ông ta mới xuất gia. Nhưng mà có cái sự nỗ lực tinh cần, sự tu tập, ông ta cũng chứng đắc quả vị A La Hán vậy, phải không? Còn như nhiều vị xuất gia từ còn nhỏ, 7-8 tuổi xuất gia, nhưng mà do cái dễ vui chảnh mãn thì nó cũng không đạt đến những cái lợi ích cao thượng. Thành ra đó, có nhiều khi chúng ta còn bị chi phối bởi những cái rùm rà bên ngoài, cái hình thức. Chứ còn á, ở trong luật cũng đâu có đề cập là nói là phải xuất gia từ nhỏ là có gia đình rồi mới xuất gia đâu. Ở trong 127 giới là Đức Phật không có đề cập đến cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó chỉ xuất hiện sau này, là có nhiều khi đó là mấy vị mà có nhân duyên xuất gia từ nhỏ thì nói mấy vị lớn tuổi rồi mình xuất gia là bán thế rồi kia. Thành ra cái vấn đề mà cái mục đích nó là quan trọng. Còn những cái mà xuất thân là từ quốc
độ như thế này thế khác, quyền điều kiện hoàn cảnh gia đình thế này thế khác, nó không quan trọng. À, quý vị thấy đó, Đức Phật cũng từng tế độ những người mà từ Chiên Đà La, à, những cái người mà từ giai cấp nô lệ, à, ví dụ như là cái những cái cô gái nô lệ, người chăn bò, hay là những cái người cái cô mà đầy tớ, cái cô mà đầy tớ nô lệ của ông cấp cô độc, à, nhưng mà khi mà nhân duyên nó đến, à, Đức Phật vẫn tế độ cho những cái vị này đắc quả A La Hán như thường. À, ông gánh phân, rồi hay là cái bà mà kỹ nữ, à, khi mà xuất gia, nhưng mà cái nhân duyên người ta đã tạo trữ, nhưng mà cho do cái xuất thân của người ta, do cái bất thiện nghiệp, à, nó che án, nó chướng ngại, nhưng mà cái đó không quan trọng, à, không, Ambabali, à, rồi có một số người xuất gia từ những cái giai cấp thấp hèn, nhưng mà với cái duyên nghiệp các pháp độ người ta đã tạo trữ đầy đủ, à, thì những cái vị này đó cũng chứng đắc thánh đạo thánh quả, cũng đạt đến chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. À, thành ra đó thì sư cũng xin giải thích với cô Kim về cái thắc mắc này. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, Nam Mô Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Con thấy cô Kim đã kính tri ân sư rồi. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, kính chào huynh kinh dạy giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Tư Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô Kim cho Nhật Quỳnh hỏi hai câu. Dạ, cuối cùng thì cô Kim nói là sư Giác Nguyên nói về vị sư nào. Bữa hôm Chủ nhật thì Nhật Quỳnh thấy cô Kim chát lên đạo tràng á, là sư Giác Nguyên nói là Kim chát lên đạo tràng á, là sư Giác Nguyên nói là sư Pháp Thâm và sư Pháp Cao. Mà hôm nay thì cô Kim lại nói là sư Pháp Thanh. Vậy là cuối cùng là vị sư nào? Và cái câu thứ hai của Nhật Quỳnh hỏi là cô nghe cái băng giảng của sư Giác Nguyên ngày nào? Và ở nơi đâu để mà không, bữa cô chát lên là sư Pháp Thông và sư Pháp Trang ở trên màn hình rõ ràng. Bây giờ nếu cô có thể mở cái Facebook lại thì Facebook của Nhật Quỳnh hoặc Facebook của Thi Lâm thì cô sẽ thấy dòng chat với cô là sư Pháp Thông và sư Pháp Trang. Dạ, thì cuối cùng là sư Giác Nguyên nói vì nào. Cái thứ hai là sư Giác Nguyên giảng ở ngày nào và ở nơi đâu mà đề cập đến hai vị sư này. Hello. cái đó là tôi nghe trong Tương Ưng Kinh. Tương Ưng Kinh cô vô trong YouTube á. Tôi không nhớ cái số, nhưng mà nó từ cái số số 1 tới số 15, 16 đó. Trong cái Tương Ưng Kinh thì Tội Khanh nó có giảng, ta có bỏ lên mấy cái, nhưng mà cô coi chỗ mà Tương Ưng Kinh mà nó có một chùm 181 cái đó, có cái 100 mấy có cái, nhưng cô coi cái chùm là 181 á, là từ cái số, tôi không nhớ, nhưng từ cái số 1 đến số 10, 15 á, thì trong đó thì sư Tội Thanh có nói một vấn đề là như là ở có những vị sư mà rất là giỏi, rất là tốt, như bên Mỹ có sư Liễu Tông, ở bên Việt Nam có sư gì tôi quên rồi, mà ở chùa nào bên quận 8 đó ha. Rồi nhưng mà ở bên Mỹ thì có sư về tu Bán Thế, thì có sư Pháp Thanh và sư Pháp Thông. Sư Pháp Thông là ở chùa Viên Không, còn sư Pháp Thanh thì tôi biết đây nè. Thì tôi mới thắc mắc, tôi không biết tu Bán Thế là tu gì. Tại có một lần như vậy tôi có gửi cúng dường cho
cho hồi năm ngoái đó, thì cho thư pháp Pháp Trang và Pháp Thanh. Có lẽ là nếu mà đánh thì có lẽ con mắt của cô làm sao á, hay là lúc mà đánh cái nó chạy chữ qua, lúc mà tôi đánh vậy tôi coi vậy, mà lúc tôi send đi nó tự động cái máy nó sửa chữ đi. Tại vì của tôi có nhiều cái con chữ đó, thì tôi cũng cần coi lại đâu, cũng không có cần thắc mắc điều đó. Nhưng vấn đề là như vậy, có lúc mà tôi nói chuyện với sư Pháp Trang mà người ở ngoài Trung đó, thì không có liên lạc với sư Pháp Thanh. Kỳ đó cô có hỏi tôi có cần giúp không đó, thì sư Pháp Trang, tôi mới hỏi sư Pháp Trang rằng sư Pháp Thanh nó tu ở chùa nào, ở đâu, thì sư Pháp Trang có nói tôi vậy nè, sư Pháp Thanh là cái thư mà sư đang giảng cho mình về tương mục kinh nè, thì không có tu ở chùa nào hết, sư ấy cắt một cái cốc cái nhà riêng của sở. Thì lúc mà tôi nghe sư Tội Thanh nói như vậy thì tôi nói, ủa, có lẽ tu bán thế có nghĩa là không có vô chùa nào hết mà tự mình cắt một cái chùa ở thì tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tại vì tôi chỉ mới vô Phật giáo một thời gian này thôi, tôi không có hiểu nhiều danh từ như công phu rồi bán thế gì đó tùm lum, những cái đó thì tôi không rành, tôi không chắc. Nhưng mà do cái tâm tôi tưởng tượng, tôi nghĩ rằng là tu bán thế có nghĩa là không có vô chùa mà tự mình tu một cái cốc nào đó. Thì tôi mới hỏi sư Chí Đức, thì sư Chí Đức nó mới nói rằng là lớn tuổi rồi hay là có gia đình rồi mới đi tu. Thì tôi nói thì đó đâu có việc, đó là bình thường thôi. Tại cái thời trong Đức Phật nói có 5 hay 6 loại người tu. Nhưng mà tu thì tham cũng có, tu vì sân cũng có, tu vì việc nợ, tu vì sân hẳn gì cũng có. Nhưng cái tu mà tốt hết là cái tu mà để sự việc khỏi đời này đau khổ, nên tu giải thoát. Thì tôi mới hỏi cho chắc là cái nào là đúng vậy thôi. Thì thắc mắc một chút cho cũng thôi, chứ nó không có gì quan trọng hết. Còn tôi nói là tôi nghe là sư Tội Thanh nói là sư Pháp Thanh và sư Pháp Thông. Tại sư nói Pháp Thông ở chùa Viên Khọc, chùa Viên Thông là có sư Hậu Pháp đó. Sư Hậu Pháp thì sư Tội Thanh nói là Ngài Thanh, sư Thanh. Vậy đó. Chứ nếu mà đánh vô có lẽ là nó chạy đánh lộn thôi. Chứ không có... Pháp Trang vậy, sư Pháp Trang tôi nói chuyện sư vài lần rồi, sư có cái chùa ở ngoài Bình Định tôi biết mà. Tại vì tôi tìm địa chỉ, muốn gửi cũng đường mà phải biết địa chỉ. Nhưng mà số điện thoại thì kêu nó không đúng, thì nhờ sư Pháp Trang thì hỏi cái chỉ chùa của sư Pháp Thanh ở đâu. Thì sư Pháp Trang nói sư đó không có chùa, sư ở cắt một cốc riêng. Thì tôi cứ nghĩ trong đầu tôi là tu bán thế là mình cắt cái cốc riêng. Có gì đặc biệt sau nguyên thủy là ai vậy, thì tôi mới thắc mắc tìm hiểu vậy thôi, chứ không có chuyện gì quan trọng hết. Thì tôi hỏi ngay chính Thanh thì sư trả lời đúng hơn, thì tôi muốn nghe đó. Thì mỗi cái bài giảng của sư Tội Thanh có khi 1 tiếng, có khi 2 tiếng, mà từ số 1 đến số 15 á, 15, 16 đó, thì trong đó khi bắt đầu vô thì sư Tội Thanh có nói hay sư Giác Nguyên có nói vậy, tôi không nhớ chắc là cái nào, nhưng trong khúc đó. Ok ha. Cái chuyện này không có gì quan trọng hết, tôi chỉ muốn biết là cái cách tu bán thế là cách tu thế nào để tôi hiểu về cái nghĩa đó vậy thôi, chứ không có gì quan trọng hết ha. Sư Pháp Thanh cũng nói rồi, quá không chi tìm ha. Dạ con thấy bạn trai của Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ con xin phép sư chút xíu bình sư. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ bữa cô vậy là cô nói là Nhật Bình nhớ cái băng đó rồi, cô nghe lại đi. Sư Giác Nguyên không có nói đến một cái vị sư nào đâu, sư chỉ nói giảng chung chung. Còn mà sư nói ngài thanh ở chùa Viên Thông của sư Pháp Thông trụ trì. Thanh là ngày gì mà Thượng Tọa Pháp Thanh, ngày hộ, không phải hộ giác cái gì bạch ngài, Thượng Tọa Pháp Thanh biết mà, cái vị này là vị trưởng lão mà đó. Thì coi như dạ ngày mà cái ngày hộ pháp. Dạ đúng rồi, ngày hộ pháp á, nhưng mà cái không biết cái pháp danh hay là cái tên gì đó mà nói là ngài thanh nói về sư Pháp Thông là trụ trì ở chùa Viên Thông, là chỗ ngài Thanh ở đó. Những cái bài giảng của tôi là có thể quý vị đi ra đảnh lễ ngài
để Ngài nói đúng hay là sai. Và sư giác nguyên ca ngợi là quý Ngài trưởng lão rất là kinh thông lực lượng. Quý Ngài là từ tu tập từ ở bên Campuchia rồi đi về ra nước này nước nọ, coi như là Ngài về ngày đó Ngài ở, và con đã từng tới đảnh lễ Ngài. Dạ, dạ đúng rồi, con đã từng tới đảnh lễ Ngài ở cái cốc của Ngài luôn. Dạ, nên là cô Tiểu Duyên Nhật Quỳnh, hai ngày nay rồi Nhật Quỳnh nhận hai cái cuộc điện thoại. Người ta thắc mắc là tại sao cô Kim hỏi như vậy, tại sao mà người ta nghe sư Giác Nguyên rất là nhiều băng từ năm 2014 tới giờ, người ta đâu có nghe. Mới hồi trưa này cũng có người mới hỏi Nhật Quỳnh nữa đây. Dạ, người ta cũng nói là đâu có bao giờ mà sư Giác Nguyên nêu danh một người vị sư nào để mà nói thế này thế kia, chỉ nêu danh những vị có những cái hạnh học hành tốt, có những cái trí tuệ tốt, chứ còn không có hề nói ở tu như thế này thế kia. Mà Nhật Quỳnh đây là lời khuyên rất là chân thành của Nhật Quỳnh. Cô muốn hỏi ở cái từ đó tại sao có thì được, cô đừng có nêu danh một vị sư nào, nói một vị sư nào, làm cho, tại vì có khi mình nghe không rõ ràng, mình nhớ không rõ ràng, mình chát lên không rõ ràng, thì coi như là làm phiền lòng những vị cùng nhau hiểu lầm. Là Nhật Quỳnh từng nghe băng của sư Giác Nguyên rồi, có những sự hiểu lầm rất là đáng tiếc, cũng nói qua nói lại, rồi có những sự hiểu lầm rất đáng tiếc, người ta coi như là đổ đầu sư Giác Nguyên. Đó, thành ra đó. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Thà Giá. Cái sự hiểu lầm của cô Kim á là như vậy. Ví dụ như những cái vị mà người ta cấp cốc người ta tu á, là gọi là tu tại gia. Còn mấy vị mà xuất gia thì gọi là tu sĩ. Thì ở đây á, thì nếu mà có cái sự hiểu lầm á, thì sư xin giải thích vậy. Sư thì hồi đó thì sư cũng đã xuất gia từ hồi năm 1992, là xuất gia ở chùa Pháp Bảo, hòa thượng thầy Tế Độ là ngài hòa thượng Pháp Lạc. Nhưng mà nhân duyên cái đến năm 2014 á, là sư mấy đứa em nó có mua một cái mảnh đất, rồi sư thấy gì thời gian sau này là do bệnh tật, rồi ở chùa nhiều khi là về vấn đề mà vật thực nó không có phù hợp, mà tại vì chúng ta sống với chư tăng thì những cái người mà hộ tăng là người ta nấu chung cho chư tăng, còn mình nó bệnh thành ra có nhiều khi là những cái vật thực nó không phù hợp. Rồi thứ hai nhiều khi là sắc hút mang đồ này kia nọ đó nó cũng trở ngại, cũng khó khăn, cho nên là sư mới xin phép về ở cái cốc để mà tu. Nhưng mà cứ hàng tháng nữa thì sẽ cũng về chùa để làm lễ phát lầu sám hối, dẫn với cái truyền thống của cái người xuất gia, chứ không phải là như cô nghĩ những người mà tu tại gia. Thành ra là ở đây là cũng nói cho cô Kim hiểu, tại vì có nhiều khi là cái người nói nó không có hết ý, thành ra có nhiều khi nó có cái sự hiểu lầm. Thì thôi bây giờ cái chuyện mà chuyện đó thì mình cũng giải tỏ không có gì. Cái chuyện mà bán thế xuất thế rồi tu tại gia là xuất gia gì là nó là cái chuyện mà chế định của thế gian mà thôi. Cho nên á là chúng ta đừng có quá chú trọng vào cái ngôn từ. Bởi vì Phật dạy chúng ta sao? Chúng ta học, chúng ta hiểu để gì?
để chúng ta bỏ bớt đi những cái chế định, cái tục đế, mình mới thấy được chân đế. À, chứ còn mà nếu mà chúng ta cứ bám vào những cái chế định, những cái tục đế, thì chúng ta sẽ khó thấy được cái chân đế. À, thì sư cũng xin nói đôi điều để quý cô có cái hiểu biết để giải tỏa những cái sai lầm thắc mắc của mình. Dạ, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, con xin thật đạo tràng kính tri ân ngài. Thì qua những câu ngài giảng cho chúng con hiểu rõ ràng á, thật ra những cái từ tục đế rất là khó hiểu, nhiều từ mình hiểu không nổi, nhưng mà qua tới chân đế nói dễ, nhưng dễ cũng vẫn khó lắm chứ không có dễ, do mình chấp những cái từ cho nên là nó xảy ra có rất những cái tâm sân, lúc tâm sân nó nổi lên rồi cái mình sân lên, mình bắt đầu mất cái mình tưởng cái nó tùm lum. Chuyện gì cũng vậy, không nên nói, biết tu là không nên nói chuyện thị phi. Dạ, bây giờ đã thấy, chắc thấy tín hiệu của sư Quỳnh đó, đúng không ạ? Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mít là thấy tiếp tục sư Kim nữa. Dạ. Ôi trời ơi trời, mô Phật mô Phật. Tại vì tôi muốn biết cái danh từ bán thế là nghĩ như thế nào. Tại tôi nghe sư Pháp Trang nói là sư Pháp Thanh không có tu ở chùa nào, chỉ là ở một cái chùa riêng của sư cắt ra, một cái cốc của riêng của sư. Thì cái đó là chuyện muốn tu làm sao tu không có cần biết. Nhưng mà cô Nhật Quỳnh thì thắc mắc, cô ráng cho tội tôi là đặt chuyện để tôi ráng tôi nghe là hết mấy cái đó, rồi tôi copy lại nguyên cái khúc đó tôi gửi cho cô Nhật Quỳnh để cô nghe. Cái chuyện gì cô thực mình hay thắc mắc lắm, hỏi móc qué chịu hết cái này thế kia hả. Tôi có nghe rõ thì tôi mới nói, còn tôi không có nghe tôi không giật chuyện. Nhưng mà lúc mà tôi hỏi ngày thứ bảy vừa rồi, tôi có hỏi sư Liễu Tông thì hỏi tu bán thế như thế nào, sư Liễu Tông không biết, không hiểu đâu, không biết đâu nữa. Thì tôi mới nói là sư Tội Khanh có nói giống vậy. Thì ổng mới nói tôi á, là đi hỏi sư Tội Khanh đi, nếu mà tôi biết sư Tội Khanh ở đâu mà chùa thì tôi đã hỏi rồi, tôi đâu với lại tôi thấy là hỏi cái gì thì sư cũng biết. Tôi cứ nghĩ rằng nó có ở trong cái chú kinh tạng hay chú giải gì đó mà tôi không có biết điều đó. Là cái chữ bán thế không hiểu rõ cái chữ đó như thế nào thôi. Còn cô Nhật Quỳnh á, chuyện lên để tôi ráng gửi, rồi tôi thu khúc đó là tôi gửi cho cô nghe nha. Còn chuyện này mấy chuyện khác mấy người xin bỏ qua đi, đừng có để ý mấy chuyện này nữa, không có chuyện gì quan trọng đâu, hiểu không? Tôi không có gì thắc mắc đó. Nhưng mà lúc đó một thời cái đó, lúc đó thì thư Tội Khanh nói rất nhiều. Sư nói về vấn đề mà có một cô tu nữ, mà mấy cô tu nữ mà cái đầu lắng bóng ở cái chùa gì đó, mà tu coi tinh tấn lắm, nhưng mà hỏi mấy chữ như bát chánh đạo, chánh nghiệp, chánh mạng như thế nào, hỏi như vậy mà không có một người nào biết hết. Thì sư muốn nói một loạt ra những chuyện sư này sư kia vậy đó, thì tôi vậy thôi chứ không phải là tôi nghe lầm. Để tôi ráng nghe lại, tôi thâu lại, tôi gửi cho cô Nhật Quỳnh ha, rồi để cô biết ha. Còn vấn đề này sư quý đạo tràng xin sám hối ha. Tôi có tiện cái chuyện này nhỏ thôi, thì sư Pháp Thanh đó là của sư Pháp Thanh, thì tôi hỏi để cho sư biết rõ, tôi hiểu cái chữ bán thế như thế nào thôi. Tại nhiều khi một cái danh từ đó mình phải hiểu, để hiểu như thế nào. Tôi nghĩ là nghĩ khác thôi, chứ không có tâm sân thì mình hiểu để biết thôi. Để khi nào người ta nói cái đó, người đó tu bán thế, người tu toàn thế, thì mình biết hiểu vậy thôi. Chứ đâu có chuyện gì tu không tu, đó là việc có mấy vị sư đó, có đắc hay không đắc là việc có mấy vị sư đó. Còn mình lo tu hành thôi, mình nghe pháp những vị sư đó giảng đúng thì mình nghe, giảng không đúng mình thấy nghi ngờ mình để qua một bên, rồi mình sẽ tìm cách thôi. Chứ đâu có chuyện gì quan trọng đâu mà còn hỏi gán cho tôi cái tội rồi không có nhân danh nhỉ. Để tôi nghe, tôi kể cho cô nghe, cô nhớ nha, đây nha.
Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ. 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 Dạ, Nhật Quỳnh đâu có dám gắn ép gì đâu. Nhật Quỳnh chỉ hỏi là cô nghe ở băng nào, ở chỗ nào thôi mà. Dạ, con tri ân sư. Dạ, cảm ơn cô Thầy Duyên. Nhật Quỳnh đâu có gắn ghép đâu, có đánh với ai đâu. Có sao nói vậy người ơi. Phải không? Dạ, nó mơ bức thai. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con sám hối sau khi thính pháp này mà cùng thỉnh đường tọa pháp thanh chúc phúc trên đạo tràng. Dạ, không có gì đâu, cố gắng bình thường. Cuộc đời làm MC là vậy đó. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Uttamang ghe na quan đề hăng ba đà phạn sô ruột tam mang bùa thể vô ca ni tổ đâu sâu bụt thô kha ma tu tăng ma măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi chỉ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thắng.